Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình, và mình là 89 Gaming. Ok, ở video này thì anh em ta sẽ cùng nhau đọc cái content game của mình lên 12 sao nhé anh em. Mình vừa mới xúc cái gói gift pack này xong rồi, thì bây giờ mình sẽ vô mình sẽ nhận phần thưởng đó anh em. Mình mua xong thì mình sẽ nhận được cái này anh em ạ. Đó, mình vừa mới đủ là 50 luôn anh em ạ. 50 mảnh luôn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đọc lên nha. Rồi, không để anh em để lâu nữa, chúng ta sẽ tiến hành ghép lại đây. Cái này thì mình có thể chọn luôn đúng không ta? À, mình cần phải combine nó lại anh em ạ. Combine nó lại xong thì anh em chúng ta mới có thể là chọn được nha. Bây giờ mình chỉ còn thiếu mỗi một con ten gen đó thôi anh em ạ. Đó, chọn con ten gen. Ôi trời. Có tới hai con ten gen nữa anh em. Trời, city nữa là mình chọn lộn rồi anh em ạ. Bên đây có một cái con ten gen khác nữa nè anh em ơi. Wow. Ủa, vậy đây mình đang chơi con ten gen nào ta? Ui. City nữa là mình lộn hàng rồi anh em ạ. Ở đây thì có một có con ten gen Musico nữa anh em ạ. Con ten gen này là con ten gen mới hả ta? Ôi trời, con ten gen này nó có skill gì đây? Ủa, mình không để ý đúng không anh em ạ? Thì là còn có một cái con ten gen khác nha anh em. Ở đây có hai con ten gen, một con ten gen thường với lại một cái con ten gen Musico anh em ạ. Vậy là chắc mình sẽ chọn cái con ten gen kia chứ anh em. Con ten gen này nó hơi xịn xịn hơn không ta? Anh em để mình xem thử nha. Cái skill này thì nó sẽ có khả năng làm tấn công 4 mục tiêu ngẫu nhiên và gây ra 105% thiệt hại nha anh em. 60% cơ hội bản thân sẽ tăng thêm một cái cấp là bản nhạc cho mình. Cái bản nhạc này thì nó sẽ mất 1% debut red cái địch sẽ bị mất đi 1% debut red nha anh em. Và nó có thể là xếp chồng lên nhau nha anh em và không thể nào biến mất cho đến hết trận chiến nha anh em. Wow, đến giờ nó cũng ngon chứ anh em. Còn lên level 2 thì tấn công tất cả mục tiêu đơn, có lộn tất cả mục tiêu và gây ra 125% thiệt hại, 75% cơ hội tăng thêm một cái cấp bản nhạc cho cái mục tiêu đó nha anh em ạ. Còn cái cấp độ cuối cùng thì nó sẽ gây ra 150% thiệt hại, 100% cơ hội luôn anh em ạ. Này 60-75 và nó tăng thêm là 100% cơ hội gây ra một cái bản nhạc. Cái bản nhạc hồi nãy anh em biết rồi đó. Ở bên đây nó cũng có một cái bản nhạc đó anh em ạ. Đây nói chung là con này là âm nhạc anh em ạ. Âm nhạc. Còn cái skill này là vụ nổ chém blast tấn công mục tiêu phía trước và gây ra 150% thiệt hại anh em. Hắt tung một mục tiêu khác với 30% thiệt hại, 60% sẽ gây ra một bản nhạc. Tính là nó không có khả năng khống chế ta. Cái này cũng vậy anh em ạ, có khả năng hắt tung chắc là hắt con tụi nó dâng ra phía sau anh em và làm văng hai mục tiêu anh em ạ. Skill thứ hai sẽ làm văng hai mục tiêu nha. Còn skill thứ ba sẽ làm văng ba mục tiêu anh em ạ. Ôi, tính ra nó cũng được chứ anh em, nhưng mà để mà sở hữu được em nó mình nghĩ là chắc cũng khá là khó anh em ạ. Phải có được mấy cục này thì mới có thể là có được, và để mà lên sao thì nói chung là cũng vất vả gian nan anh em ạ. Còn cái skill này là cái skill điểm âm nhạc anh em ạ. 30% cơ hội thêm mức điểm âm nhạc trong cái giai đoạn hành động thù địch. Mục tiêu có cái điểm âm nhạc này sẽ gây ra ít hơn 10% thiệt hại cho ten gen. Thằng nào mà bị dính âm nhạc này khi mà tấn công ten gen thì sẽ bị giảm đi 10% tấn công anh em ạ, và sẽ mất 2% HP nếu bị tấn công anh em ạ. Tính cái là ngon á chứ anh em. Bị quýnh là còn bị khi mà mình quýnh hay là tem mình quýnh ta sẽ không vượt quá attack của ten gen, sẽ không nhân 2 anh em ạ. Không vượt quá tấn công của ten gen nhân 2. Là sau khi được kích hoạt tiêu thụ một cái cấp bản nhạc, đơn vị đồng minh có HP thấp nhất cũng sẽ được hồi phục 15% HP dựa trên tấn công của ten gen luôn anh em ạ. Ôi, có khả năng hồi máu cho tem nha anh em. Nhưng mà khó để có thể nuôi được em nó anh em ơi. Cho nên là chắc là mình sẽ chọn con ten gen thường thôi anh em ơi. Mình sẽ chọn con ten gen thường anh em ạ. Mình sẽ lên sao cho con ten gen thường của mình thôi chứ. Đây, con ten gen đây anh em ạ. Đây, musical hát con nè, đó, nó có hiện tên nha anh em. Đè vô luôn nó ra tên nha anh em ạ. Anh em không cẩn thận anh em chọn lộn con ten gen kia chắc là đi ăn chuối không có anh em. Bước thôi anh em. Ten gen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên sao cho con ten gen thôi. Ten gen của mình đâu người ta? Đây. Cần phải có một cái con 9 sao, chết rồi. Ủa mình không biết mình có up cái con lên 9 sao cho ta. Genetsu buồn ngủ. Cần phải có một con food 6 sao. Ok, giờ đúng lúc luôn anh em ạ. Trời ơi, chết rồi, Genetsu buồn ngủ của mình nhiều quá nè anh em ạ. Rồi mấy cái con này sao giờ, trời mình bị thiếu food rồi anh em ạ. Mình bị thiếu food rồi. Rồi con tên game này sao ta? Con tên game này mình chỉ cần mỗi con food 9 sao là được rồi anh em ạ. Còn bây giờ mình bị thiếu hết con phút rồi, trời chết rồi anh em ơi. Anh em đợi mình tìm phút thì đã nha anh em. Mình đi tìm con phút thể loi đây anh em ạ. Ở kiếm đâu ra con phút thể loi đây. Ngày thứ hai của cái 15 day pass mình sẽ nhận được 500 kim cương. Làm cái gói này luôn anh em ạ.
đúng là xíu là mình sẽ chiêu mộ ra được cái con cái Heloy anh em à, làm phút nên mới chết luôn rồi anh em à, mình bị thiếu không lẽ xíu do anh tem à. Bây giờ mình sẽ tạo một cái tem anh em à, để xíu nó cho mấy anh em vô quýnh nha. Nhóc đến lúc đâu gọi invi em nó vô thôi. Rồi ok, sign in nhận luôn, extra nhận luôn, Everest nhận luôn, cái nào có thể nhận được mình sẽ nhận được hết nha anh em. Ok, được thêm 50 cái mảnh tướng, mình mong là mình sẽ mở ra được với con hệ loi này mà. Trời ơi cái chu chi nữa anh em à, pop pop, ôi hệ thủy luôn anh em ơi, tới công chuyện luôn rồi anh em à. Kiếm đâu ra một cái con hệ loi để có thể là nâng cấp lên đây anh em, khá là buồn anh em ơi, thiếu một chút xíu chiêu thôi anh em à. Anh em đợi xíu mình xem thử nha, ở dưới này. Ồ, con Tengen này là cái con tên à, con Tengen này mình đâu có đâu anh em. Ở đây là con Tengen Musico này mà. Rồi bây giờ mình sẽ nhận hết các cái phần thưởng để mình xem thử còn ở chỗ nào để có thể là nhận được cái vé hay không anh em à. Cái vé à, cái này là gì đây? Wow, cái này cái mới nữa anh em, re nữa. Chọn à, chọn vật phẩm anh em à, cái đá vàng đi anh em. Nghĩ chắc mình sẽ chọn đá vàng. Trời ơi, 12 cái này hoặc là cái này, 12 cái này mình sẽ nhận được cái Kuma này anh em à. Mình sẽ lấy cái Kuma đỏ thì nó sẽ ngon hơn chứ anh em. Chắc chắn sẽ không vô đâu anh em à. 1000 kim cương. Nói chung là cũng đỡ khổ một xíu anh em à. Đây, sử dụng cái viên đá này để mà quay nha anh em. Cái viên đá này nó càng ngày thì nó sẽ càng tăng lên nha anh em, nó sẽ càng ngày nó sẽ càng tăng cái mức lên. Wow. Trời. Chiêu mộ chỉ định hôm nay ra với những su buồn ngủ rồi ra luôn cả con tên gen nữa nè anh em. Này con tên gen gì trời? Này không biết là tên gen thường hay là tên gen musical nữa anh em à. Ở đây nó không có nói là mình sẽ nhận được những cái gì nha anh em. Chiêu mộ 99 lần nói chung là cũng khá là khó để có thể là chiêu mộ được em đó anh em ơi. Bỏ qua bên đi anh em à. Cái này là răng đê lai gì nè anh em à. Mình không biết cái này là gì nữa. À mua mấy cái này là để sử dụng để mà chiêu mộ đó anh em. Nạp vô để mà mua mấy cái khối này để mà chiêu mộ cái này nè. Sử dụng cái vé này để mà chiêu mộ nha anh em. Rồi, thôi bây giờ thì mình sẽ vô mình sẽ chiêu mộ đây. 15 lần. Mong là mình có thể là chiêu mộ ra được con Heloy anh em à. Wow, không ra được thì mình sẽ phải sử dụng cái điểm của mình để mà mình múc anh em. Wow, được con Genesis ở động Tanjiro lửa nha anh em. Tanjiro lửa. Wow, hai con lửa luôn mới ghê chứ anh em, nó không ra con không ra con Heloy luôn rồi anh em à. Đúng lúc cần thì lại không ra anh em à. Thêm một lần cuối cùng. Rồi luôn, đi ăn chuối luôn anh em à. Ấm la xì bùa hệ thủy nó mới ghê chứ anh em. Trời ơi, lúc cần thì nó ra toàn là mấy con mà mình không cần không à anh em ơi. Lúc không cần thì nó ra một nùi luôn. Anh em đợi xíu mình vô trong cái lúc kỳ này mình xem nữa. Được 12 vé nè anh em à. Có là 10 vé anh em à. Được ở đây được cái con phút để lôi 4 sao thôi. Ở đây mình có ghép được cái con nào đúng không ta? Không có ghép được con nào hết trơn anh em à. À, nhận cái đống này luôn anh em ơi. Cái này không có gì để nhận chứ này. Mình chưa kịp xem nữa là nó nhận hết cho mình luôn rồi anh em à. Được một vé nè. Pop gọi luôn, đi ăn chuối luôn anh em ơi. Đi bắn muối luôn rồi. Gui, donut. Donutson rồi, chơi luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái con food này lôi tiếp theo đây anh em à. À. Cái shop này wow. Không có gì để mua hết anh em ơi. Mua một vé nè. Mua thêm cái này nữa. Mình chỉ mua hai cái này thôi anh em à. Ngoài ra là mình không mua thêm cái nào hết trơn nha. Bây giờ thì mình sẽ xem nữa con ở chỗ nào có thể là bán được cái con hệ lôi ghẻ ghẻ xíu không anh em. 15k nè anh em à, mình có thể là mua được cái con bé heo. Ở đây thì nói chung là không có mua rồi con gì ngon hết trơn. Ngoài cái con ở có con quỷ 45k nè anh em à. 15k này mà mua cái này thì hơi uổng anh em. Ở đây thì 3.500 thì mình thiếu chút xíu siêu thôi là mình có thể là mua được. Ở đây có bán cái con quỷ này nữa nè anh em à. Anh em đợi xíu mình xem nữa là còn ở chỗ nào có thể là mua được cái vé chiêu mộ hay không. Chứ bây giờ mình có nhiều kim cương quá nè anh em. Anh em để mình vô trong Uni House để mình xem nữa. Nó có bán mấy cái vé chiêu mộ nè. À đây, cái này thì 1000. Còn cái ở trên này thì 580 mà mình mua 10. Nhiều khi mình sẽ có thể là ra được hai con tướng XG luôn anh em à. Mắc hơn chút xíu thôi. Mình thử cái độ nhân phẩm mình nha anh em. Mình thử cái độ nhân phẩm mình xem thử đây. Ngàn mấy mốt tính ra nó cũng vẫn là lời anh em à. Chiêu mộ nhẹ ăn cái thử đây. Rồi không ra luôn. Tiếp nha anh em, X10 luôn. Trời ơi, hiệu quả luôn anh em à. Thua luôn rồi. Đen vải. Lúc cần thì nó không ra mà lúc ra những cái con tướng mình không cần không anh em. Để mình thử lại cái độ nhân phẩm mình xíu nha. Rồi, ok. Ra được rồi nè anh em à. Ra được cái con heo rồi nè anh em à. Trời ơi, hên quá anh em à. À bây giờ mình sẽ nâng cấp cái con hệ lôi của mình lên
Mình chắc là chút tí nữa mình đang gấp lộn hàng anh em à. Một con quýt 6 sao nè, hai con này đó, vừa đủ cho anh em lên luôn. Wow, ok, bây giờ mình sẽ cho con Tengen của mình lên đây anh em à. Tengen đó, Tengen lên luôn. 5k nữa hay là lên 15 sao thì khoảng phải 8k thì phải anh em à. Bây giờ thì mình muốn lên nữa thì cũng được anh em, nhưng mà bây giờ mình hết hút rồi cho nên là tạm thời là sẽ ở cái mức 12 sao thôi anh em à. 193 vẫn chưa đủ lên lép này, có thể lên sao được nhưng mà mấy cái hút này mình đâu có xài được đâu anh em. Tên giấy tích số buồn ngủ nè, Muchigo và thêm con heo. Con heo này nói chung là mình không xài nhưng mà mình để lên một con để dành làm kỷ niệm anh em à. Rồi ok, mình đã lên được 1,14m nha anh em, 1,14m lực chiến rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cái gì nữa đây ta. New Hero nhận luôn anh em à. Hoàn thành được mấy cái này thì mình sẽ nhận được thêm một mớ vé nữa anh em, mà chắc chắn là mình sẽ không quay được mấy cái xịn xịn đâu anh em à. Dễ gì anh em. Ôi, ở đây mình có thể là ghép được một cái con hỷ lôi á nè anh em. Ok, được thêm một con phút nữa anh em. Gán gom gom 6 con và sẽ lên sao cho cái con Tengen của mình lên luôn. Đây, bây giờ mình sẽ xem lại cái con Kyuzugo của mình lên 15 sao sẽ cần những cái gì đây. Một con phút nè, một con phút này nữa. Ok, chỉ còn thiếu mỗi điểm thôi nha anh em. Cái điểm này chắc là ngày mai mình đi Unihow mình sẽ mua luôn cho rồi. Mình sử dụng đá để mình mua luôn. Đó, thiếu có 3k thôi anh em à. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô đấu trường và test thử con Tengen xem thử đam nó như thế nào nha anh em. Vô đấu trường thôi anh em à, vô đấu trường nha. Coma của con Tengen thì hơi cùi cùi xíu anh em. Đây, Tengen coma của con Tengen thì đây, hơi cùi bắp một chút nhưng mà cũng không sao, xài tạm anh em. Cùi cùi nhưng mà chém nó cũng khá là mạnh anh em à, 60% gì đó mình quên mất tiêu rồi. Anh em đợi xíu mình xem đợi có cái nào ngon hay không nha. Cái này tăng thêm tốc độ này mà. Recom lại thử xem sao anh em. Recom lại. Wow, thêm 20% đam nữa anh em. Thế này. Ôi trời ơi, bị tuột lực chiến rồi. 36% revive sau khi bị giết với 5% HP. 36% luôn anh em à. Nhưng mà mình không cần đâu anh em. Trời ơi, rồi xong. Mình nghĩ mình sẽ lấy cái nữa, mình kiếm skill khác rồi anh em à. Skill nó cùi bắp vải trưởng. Hoàn thành được cái nhiệm vụ đi nữa nè. Sử dụng Wish Battle. À, Wish Battle là cái này, để xíu mình sẽ sử dụng sau nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô đấu trường và sẽ giao lưu đây anh em à. Vô đấu trường và sẽ giao lưu với lại những bạn mà xem được chiến mình nha. Trả like cho mấy bạn luôn đi. Toàn là đại gia không anh, giao giao không anh em à. Wow, đi anh lên 1,08m nè, ghê vậy ta. Ủa, chết này. Quên tắt cái này đi anh em à. Mình sẽ tắt nó đi. Dian nè, Ri nè, để bây giờ mình đổi lại Dian để xem sao anh em. Dian là chung với lại Gui của mình nha anh em, chung Gui sắm chính gaming của mình nha. Wow, trời ơi, tên game nó nhảy phát rồi. Anh em thấy có vô đam không anh em, người không một đống đam luôn anh em à. Lên sao nữa có vẻ như là ngon nha anh em, nhưng mà mình cảm giác như là hình như là nó chưa có khả năng gây chóng thì phải anh em. Mày hả bưởi, wow mày hả bưởi, trời ơi, sử dụng sẽ được kỹ hai lần nha anh em. Bị con dây tích xu bên kia nó quất ra cái sấm sét rồi anh em à. TT rồi, người nó bị TT rồi anh em à. Còn Kyuzugo bên kia, wow, 597k đam. Đi ăn bộ dồn nuôi cho Kyuzugo hết luôn, cái gì mà đam to vãi chữ nè. 157k thôi anh em à. Kyuzugo bên mình chém nha anh em. Pẹt, bao nhiêu đây, 283k vậy ta. Chắc là con Kyuzugo bên kia hồi nãy chắc là bạo kích với anh em. Bạo kích thì sao ấy, lên gấp 2 đam luôn. Ghê, ghê thiệt anh em à. Quá là ghê gớm anh em à. Chém gác vải luôn, rồi chết này. Bà Tamayo bên mình bị buồn ngủ anh em à. Cơn buồn ngủ đã ập đến. Tê liệt toàn thân. Đây, con dính xu buồn ngủ nó chém nó khó chịu đến như vậy anh em à. Móc lớp thằng trưởng có 4.800 đam là gọi chết ông già của mình đây. Chà. Ok, trời ơi, đã biết thì còn bị dính một cái nữa nè. Bà Tamayo bên mình thì vẫn còn sống nha anh em. Mày hả bưởi, chết rồi anh em à. Chết rồi, Kyuzugo bên mình rồi anh em à. Ây da, ây da, rồi chết luôn anh em ơi. Ây da, rồi luôn. Còn lại con Tengen với lại con Ridam. Ok, Tengen với lại bà Tamayo thôi anh em, rồi luôn rồi, chết bà Tamayo luôn rồi. Ây da, thốn vải chữ anh em à. Ô, con
con gì ở trên à, con bướm bướm này, mà bướm bướm khả năng hồi máu ta. Wow, nãy nó rít phát khá là ghê anh em ạ. Ui con tên game nó khả năng là đảo khiên nha anh em, đảo khiên nha, khá là nhỏ anh em. Con của Dian hình như là sử dụng bạo kích thì phải anh em, lên 1 triệu đam luôn kìa anh em. Đây là đam của con Tengen nha anh em, 716k nha anh em, ghê không anh em. Mặc dù là đồ nó hơi cùi bắp xíu nhưng mà đam khá là kinh khủng khiếp anh em à. Đồ hơi cùi bắp xíu nhưng mà đam to nha anh em có thể so sánh thử nha anh em. To hơn nhiều so với con Zenitsu buồn ngủ này mà. Bây giờ mình sẽ quýnh với lại bạn ESO hả, ESO 1.09 anh em, cũng xem với mình nha anh em. Để mình xem thử em. Ây chà, trời ơi. Wow, nó chém phát là hơn nửa máu con Tengen của mình luôn kìa anh em. Vãi quỷ này ghê được chứ, quá là ghê gớm anh em à. Đó vậy còn bị nó bị gọi là suy sụp tinh thần anh em à. Wow, khá là ghê gớm anh em à, chém gác hết chứ anh em. Ây da, wow, trời nó đập chết luôn rồi kìa anh em, quá là ghê gớm anh em à. Thằng này nhiều người nuôi lắm nha anh em, thằng này cũng có nhiều người nuôi lắm nè, mạnh vật vã anh em à. Phẹt 273k anh em à, 273k. Ủa mình chết ông già luôn rồi kìa, mình chắc là sẽ bỏ con Tanjiro nước này ra không ta. Cái Tanjiro nước này có vẻ như nó hơi yếu sao anh em à, hoặc là ông già anh em à. Có thể làm sẽ bỏ ông già ra, mình sẽ thêm con gì nó xu buồn ngủ trong vị trí của ông già anh em ơi. Chứ mình thấy con ông già nó không còn tác dụng mấy nữa anh em. Ông già nó hơi yếu sinh lý rồi anh em à. Wow, thằng này nó chém gác vãi đít luôn anh em à. Bên mình hiện tại giờ còn lại được bà Tamayo hồi máu. Ây cha, đã vậy còn chém hai phát nữa mới ghê với anh em. Ây da, wow, trời ơi là trời, nó chém rồi anh em à. Trời ơi, wow, chém ba nháy liên tiếp anh em à, quá là ghê gớm. Thôi thua luôn anh em ơi. Đây để xem nữa. Ủa à, quỷ tên game bên mình là không kịp quýnh đã phát nào luôn anh em à, không kịp quýnh phát nào luôn. Bây giờ thì mình sẽ quýnh lại với lại một cái bạn nào đó. Thì một bạn này không lẽ bây giờ mình thua hoài ta, thử lại cái nữa xem sao anh em. Nó cũng thua luôn anh em à, giết được vẫn hai con bên kia và cái con này vẫn MVP anh em, mà 1 triệu đam luôn à, ghê thật chứ. Chắc là mình sẽ cần phải sắp xếp được cái đội hình của mình không anh em. Phòng thủ nè, tấn công nè, ông về đưa con bà Tamayo cho bên đây đi, bà Tamayo thì trâu hơn anh em à. Transform thử xem sao, không biết nó có sẽ tấn công bà Tamayo của mình tiếp hay không. Ồ win này nè anh em, à thì nó sẽ tấn công bà Tamayo của mình anh em à. Ok, sắp xếp được đội hình xíu là cái này là win được em à. Bây giờ mình sẽ quýnh lại một cái bạn bạn sau Xiaomin nè, mà Xiaomin này cũng ghê nha anh em, 1.114.000 nè. Mình sẽ quýnh lại bạn Xiaomin để xem sao. Ở đây thì ok, sắp xếp được cái đội hình. Ở bên kia cũng sử dụng cái con này luôn anh em à. Quỷ này khó chịu phải trưởng, trời ơi tê liệt hết bốn đứa luôn anh em à, ghê chị ta. Zenitsu buồn ngủ khó chịu ghê luôn anh em, mà chắc mình sẽ bỏ Tanjiro nước này ra, mình sẽ thêm con Zenitsu buồn ngủ vô, nó sẽ hiệu ứng sẽ ngon hơn so với con Tanjiro nước anh em à. Đua Tanjiro nước không biết có sai lầm hay không nữa, đam thì cũng không được nhiều mà không hiệu ứng nữa chứ. Wow, con Tengen nó chém khét vải chưởng. À nó chém được cái con Zenitsu buồn ngủ bên kia bị gì không ta, cái à không, Zenitsu buồn ngủ bên kia như cái xì tai của nó vậy thì phải anh em. Hình như cái xì tai nó để tai chén gì sao á, để xíu mình xem thử coi. Tại vì con Tengen mình có khả năng gây suy sụp tinh thần cho đối thủ này mà, gây choáng váng ở đối thủ. Không biết con Tengen bên kia ở con Zenitsu bên kia nó bị hay là nó do nó như vậy anh em à. Mày hả bưởi 228k này mà, cũng khá là ok đấy chứ anh em. Zenitsu buồn ngủ bên kia mà nãy giờ mình không thấy nó chém ta, mình không thấy Zenitsu buồn ngủ bên kia chém anh em à. Hình như là bị con Tengen bên mình khống chế rồi thì phải nè mà. Đây à ok, thì là bị con Tengen bên mình khống chế nè mà, bị Tengen bên mình nó khống chế. Ok, đứng gần Tengen nó cũng có khả năng khống chế đấy chứ anh em, khiến cho khi địch bị suy sụp khá là nhiều tool nha anh em, chứ không phải là một tool giống như cái con Tengen ở dây nó buồn ngủ. Khả năng suy sụp khá lâu anh em à, khả năng suy sụp khá lâu cho nên là không có mang ăn được nha anh em à. Mày hả bưởi, ok
tính ra là ten gen ngon anh em. Xíu là sẽ show cái chỉ số đam cho anh em. Nếu mà dồn nuôi cho con ten gen thì có vẻ như là ok anh em à. Đam của con ten gen này anh em à, 565k, to nhất đam luôn anh em à. Mặc dù là mặc đồ không bằng so với lép với lại có gì tất cả đều sao, đều không bằng con Kyuzuko hoặc là bà Tamayo, nhưng mà đam lúc nào cũng to hơn và có thêm cả cái hiệu ứng nữa anh em à. Đây con Tanjiro thì đam nó cũng ổn rồi anh em. Nó cũng được chứ anh em. Cái ông già khiêng hơi nhiều anh em, con già này khiêng tăng cơ vải trưởng 433k luôn anh em à. Quá là ghê gớm, tăng cơ MVP nha anh em. Bên kia thì con nào đam to nhất ta? Con Kyuzuko bên kia đam cũng khá là kinh khủng khiếp anh em à. Đây mình dồn mình nuôi cho con Kyuzuko bên mình khá là nhiều nhưng mà vẫn không bằng so với cái con mới lên anh em. Vẫn không bằng so với con mới nổi lên. Đó thì anh em có thể so sánh thử cái con Kyuzuko đam giữa những con đam chính, giữa con Tengen với lại con Jinetsu buồn ngủ, thì anh em có thể so sánh thử xem thử như thế nào. Còn riêng mình thì mình cảm thấy là cái con Tengen này đam to anh em à, đam to lắm. Có lẽ mình nuôi nó là không sai lầm đó anh em, không có sai lầm đâu nha. Rồi ok, ủa cái bà này à, bà Tamayo này cái hệ lôi luôn anh em à. Bây giờ mình nuôi thêm một cái con Jinetsu buồn ngủ hệ lôi vô nữa thì nó hơi bị gì ta, bị trùng quá anh em. Bây giờ chắc mình sẽ kiếm con Shinobu hoặc là mấy con hệ nước mà nó xịn xíu anh em. Con Giyu này cũng được anh em à. Con Giyu này bây giờ mình siêu mẫu được con nào luôn anh em à. Vãi thật sự, ạt hải đen vãi trưởng. Ok đó, thì sau khi mà trải nghiệm con tên game 12 sao á thì anh em có thể là cảm nhận như thế nào anh em. Anh em thấy nó như thế nào thì đừng quên comment bên dưới để anh em chúng ta cùng nhau soi tới soi lui nha. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Demon Slayer Mobi. Và anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để một cái động lực tiếp tục quay thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.